này nhà này cũng về mỗi là mình phải khen ra đấy nhá, phải cho mỗi thằng cầm lại đánh đâu nhà này màu to. Ủa cháu cần màu to đâu. Mày phải bồi dưỡng như thế. Cháu cần bầu to đâu không? Bầu to bê lặng. Không bầu to, đánh bầu to nó quá cẩn thận. Vâng. Cân cây to. Đánh xong bầu bầu nhá. Vâng, chỉ cần bầu vừa chứ bầu to được. Đánh cho khách thì bầu to, chứ đánh mình nha, phải bầu nhỏ thôi. Chào anh Phùng Văn Nghiệp. Cho bọn tao 120 người uống nước không được à? Đã. Để cho bọn tao 120 thằng già không được. Đúng không? Cái này ông bảo ông thêm. Ông còn chưa, ông còn chưa lì xì cho cháu, chưa ra lộc cho cháu đồng nào luôn. Ông muốn làm cho cháu thì ông phải là có trách nhiệm làm đánh bầu bì đảm bảo cháu chứ. Thế mà mày lại bảo là đánh bầu nhỏ thôi, theo đánh thôi. Đây là cây mồng này nhà em đánh về để dâm ủ. Xong là sẽ chia ra để bán lẻ cho khách đấy ạ. Hàng này những cây đầu, cây đầu sẽ bán cho khách với giá tầm 1 triệu lẻ, dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 2 với những cây to. Còn những cây nhỏ nhỏ, nhỏ như cây này này, đấy, cây nhỏ nhỏ mà thân hơi cong cong ở đây này, có thể bán 600 đến 700 một cây. Đây là những cây nhỏ. Mộc rất là đẹp nhá. Mộc ta hoa vàng, cây trên cây đang ra chi chít hoa kìa. Được bao cây rồi? Xe hy vọng là xe hàng này về trong vòng 3 hôm bán hết. Mai hết. Mai nữa hết không? Như cái lô hôm trước về tôi sale phát hết luôn. Ông biết tại sao hết không? Bán giá rẻ hả? Xong là mỗi ông khách đến ông ba ông đi tặng cho mỗi ông một cây sung. Tặng cho mỗi ông một cây sung, tặng cho một cây dâm bụt nữa. Nhà có gì tặng hết. Khổ. Ai muốn hết giống mồng thì tặng cái ban. Tặng. Giá trị ban đã được đôi triệu rồi.